trao quyết định bổ nhiệm hai thứ trưởng Bộ Tư pháp. Phó Thủ tướng Thường Trực Trương Hòa Bình vừa thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao quyết định bổ nhiệm hai thứ trưởng Bộ Tư pháp. Sáng 5 tháng 3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường Trực Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao quyết định điều động bổ nhiệm hai thứ trưởng Bộ Tư pháp. Theo đó, ông Mai Lương Khôi, Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự Bộ Tư pháp và ông Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh phó chủ tịch áp nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu được bổ nhiệm giữ chức vụ thứ trưởng bộ tư pháp tại buổi lễ phó thủ tướng chúc mừng hai tân thứ trưởng phó thủ tướng cho rằng các lĩnh vực mà hai tân thứ trưởng được phân công phụ trách đều là những lĩnh vực khó phức tạp thách thức tuy nhiên phó thủ tướng tin tưởng rằng hai tân thứ trưởng mai lương khôi và nguyễn thanh tịnh trên cương vị mới sẽ nhanh chóng tiếp cận nắm bắt công việc đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo bộ và cán bộ công chức viên chức của ngành phối hợp tốt với các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ phó thủ tướng mong hai thứ trưởng mới sẽ mang tới nhiệt huyết mới quyết tâm mới để bộ ngành tư pháp tiếp tục phát triển lên tầm cao mới bày tỏ xúc động và vinh dự khi được đảng chính phủ tin tưởng giao đảm nhận cương vị thứ trưởng bộ tư pháp ông nguyễn thanh tịnh thay mặt hai tân thứ trưởng xin nghiêm túc tiếp thu sự chỉ đạo và nội dung giao nhiệm vụ của phó thủ tướng trương hòa bình tân thứ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu phát huy sự đoàn kết, nhất trí của tập thể ban cán sự đảng, lãnh đạo bộ, để đóng góp, cống hiến, vào sự phát triển chung của bộ, của ngành, phụng sự đảng, nhà nước phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, ông Tịnh mong nhận, được sự quan tâm, ủng hộ, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng sự phối hợp với các đơn vị thuộc bộ và các cơ quan ban ngành liên quan nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long chúc mừng thứ trưởng mai lương khôi và thứ trưởng nguyễn thanh tịnh trên cương vị công tác mới bộ trưởng mong rằng thời gian tới hai tân thứ trưởng sẽ vượt qua các thách thức khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao bộ tư pháp hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ và phó thủ tướng để góp phần giúp bộ ngành tư pháp đạt nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới mọi người rất muốn biết bạn nghĩ như nào hãy để lại bình luận dưới video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại